Xin chào các bạn, Như đã quay lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì Như sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm whey protein mà Như cảm thấy rất là tâm đắc, đó là sản phẩm True Whey. Thì thật ra nếu mà nói về một cái sản phẩm whey protein nào đó thì cái yếu tố đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm đó chính là cái nguồn gốc thương hiệu của sản phẩm này, nó có uy tín hay không, nó có an toàn đến sức khỏe của chúng ta hay không. Thì cái sản phẩm True Whey này nó đến từ thương hiệu Elite Plus. Đây là một cái thương hiệu dinh dưỡng bổ sung dinh dưỡng rất là nổi tiếng của Mỹ với lịch sử hơn 20 năm trong ngành dinh dưỡng thể thao. Thì khi nói về Elite Plus thì nếu mà các bạn đã theo dõi những cái video trước đây như review thì có rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Muscle Gainer nè, Best Starting Whey nè, hoặc là các sản phẩm uống trước khi tập như là Pre-Cut hay Pre-Ran. Thì các bạn có thể thấy là cái độ uy tín cũng như là chất lượng sản phẩm của nó rất là tốt rồi đó. Và khi lựa chọn một sản phẩm whey protein đó thì sẽ có những cái yếu tố mà như cân nhắc trước khi mua. Thứ nhất đó là lượng calo, thứ hai là lượng protein, thứ ba là lượng đường, chất béo và tinh bột ở trong sản phẩm đó là bao nhiêu. Thì đầu tiên nói về lượng protein thì chúng ta phải cân nhắc lượng protein trên một serving của sản phẩm. Một serving nghĩa là một liều dùng của True Whey thì nó sẽ có 41g, trong đó có 24g là protein. Thì cái lượng protein mà 24g là lượng protein cho một lần dùng rất là phù hợp với mỗi người. Tuy nhiên cái điều quan trọng mà làm ấn tượng về sản phẩm này đó là cái bảng thành phần dinh dưỡng. Như các bạn có thể thấy, bảng thành phần của dinh dưỡng của sản phẩm này nó có ghi rất là rõ cái lượng amino acid có trong 24g protein này là bao nhiêu mg cho mỗi nhóm. Nói qua về amino acid thì vì sao nó lại quan trọng? Có nghĩa là các bạn sẽ biết amino acid nó sẽ có 9 nhóm amino acid thiết yếu. Nó nghĩa là nó rất quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp cái nhóm amino acid này được, mà bắt buộc phải nạp từ người bên ngoài vào trong cơ thể. Thì nó có thể là đi qua những thức ăn hoặc là chính những cái sản phẩm dinh dưỡng mà các bạn nạp vào cơ thể nè. Và nó đóng vai trò rất là quan trọng cho việc phục hồi và phát triển cơ bắp của chúng ta. Đó là lý do vì sao mình mới thấy được khi mà cái sản phẩm True Whey này nó đưa cái bản thân dinh dưỡng cụ thể như thế này á, thì mình cảm thấy rất là yên tâm và mình đánh giá được cái chất lượng của sản phẩm này tốt như thế nào. Và đặc biệt thì cái nhóm này cũng sẽ không thể nào bỏ qua cái BCA đóng tới 4.9g trên cái sản phẩm True Whey này. Thì đó là một cái nguồn amino acid thiết yếu cực kỳ quan trọng giúp chống đau mỏi cơ và phục hồi cơ bắp. Thì nói về cái chất lượng của whey thì mình thấy rất là an tâm rồi đó. Còn về nguồn whey thì sao? Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm whey blend, là nó là blend của concentrate và isolate. Cho nên một cái điểm trừ của nó là với các bạn nào mà bị nhiễm lacto thì các bạn cần phải cân nhắc, bởi vì trong này nó vẫn sẽ không có lượng lacto. Nhưng mà với bạn nào mà uống whey bình thường không có bị vấn đề gì nhiễm lacto hết thì vẫn có thể sử dụng sản phẩm này rất là tốt, không ảnh hưởng gì cả. Và cái tiếp theo nữa chính là một cái mà Như cũng thấy rất là hay, có nghĩa là sản phẩm này nó có cái chứng nhận là cGMP, có nghĩa là cái chứng nhận về việc cái nguồn sản xuất sản phẩm trên cái tạo ra sản phẩm của mình á, để chứng minh được cái độ an toàn của sản phẩm và không có chất cấm. Thì nãy giờ là Như đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều về lượng protein rồi. Và cái điều tiếp theo mà mình cần phải quan tâm đó chính là đường, chất béo và tinh bột ở trong sản phẩm thì sao. Thì khi mà vừa mới nhìn vào cái bảng thành phần dinh dưỡng thì mình thấy là sản phẩm này có tới 13g tinh bột. Thì ban đầu sẽ rất là nhiều bạn sẽ lo lắng, tinh bột nhiều như vậy không biết nó có làm mình tăng mỡ hay không, này kia rất là lo lắng. Nhưng mà thật ra các bạn biết không, cái lượng tinh bột có trong mỗi sản phẩm protein như thế này thì thực sự rất là quan trọng. Thứ nhất là nếu các bạn sử dụng whey protein uống một muỗng trước khi tập 30 phút thì việc mà nó có bổ sung tinh bột trong đó thì nó sẽ hỗ trợ các bạn, giúp các bạn tăng cái năng lượng và giúp các bạn tăng cái hiệu quả trong quá trình tập luyện, mình sẽ có sức để tập tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn sử dụng ngay sau khi tập, ngay sau khi tập xong muỗng whey á, thì khi mà có tinh bột thì mình sẽ tăng cái khả năng phục hồi. Các bạn hình dung như thế này, khi chúng ta tập luyện thì chúng ta sẽ tiêu tốn calo, mà nếu mà các bạn không có tinh bột ở trong sản phẩm whey protein thì nó sẽ sử dụng calo từ protein để nó hoạt động. Như vậy thì protein nó sẽ không thể đi vào trong cơ để hỗ trợ phát triển cơ được. Vì vậy những cái sản phẩm mà nó có cái hàm lượng tinh bột cao nè cùng với protein cao thì nó sẽ hỗ trợ, là tinh bột hỗ trợ để giúp tăng năng lượng, còn protein giúp xây dựng cơ bắp. Cho nên việc kết hợp hai cái sản phẩm này vô cùng tốt cho một cái sản phẩm protein mà các bạn nên lựa chọn. Còn về cái lượng đường và chất béo thì trong sản phẩm này nó chỉ có 2g đường và 1.5g chất béo trên một serving 41g. Thì tính ra cái lượng này rất thấp, hầu như là không đáng kể, nên các bạn không cần phải quá lo lắng nếu mà mình đang muốn loại đường và chất béo ra khỏi cái khẩu phần ăn của mình. Đó là tất cả về những cái chất lượng của bên trong của sản phẩm.
Thì nãy giờ như nói rất là nhiều rồi, cho nên như muốn là mình sẽ thử xé cái bịch này ra để chúng ta thử cảm nhận về cái độ hòa tan cũng như là mùi vị bên trong cái sản phẩm như thế nào nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mình viết cái sản phẩm này nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái chỗ là xé sản phẩm ra nè các bạn. Ở trên này thì nó sẽ có một cái đường zip. Các bạn sẽ mở cái đường zip này ra như thế này thì mình mới có thể lấy cái sản phẩm này ra được. Thì trong sản phẩm nó sẽ có một cái muỗng đi kèm như thế này. Một muỗng là 41g. Và chúng ta sẽ lấy một cái muỗng vuông. Và khi pha thì các bạn sẽ pha với cỡ 250-300ml nước. Ở đây thì mình đã để sẵn cái liều lượng nước này, 250ml nước. Và các bạn sẽ cho một muỗng này. Sau đó mình sẽ cho con lắc màu to vào và mình chỉ cần rắc đều sản phẩm lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem ở bên trong. Cái sản phẩm này rất là dễ tan, các bạn sẽ thấy nè. Mình chỉ lắc một tí thôi là rất là dễ tan ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem mùi vị của sản phẩm này như thế nào nha. Thì thật ra như đã sử dụng qua khá là nhiều loại quay rồi. Cái sản phẩm này thì đang pha thử là sản phẩm vị sô-cô-la. Thì cái mùi vị của sản phẩm này khá là ngon, nó nghĩa là nó không quá ngọt. Bởi vì lúc nãy thì có nói với các bạn rồi đó, lượng đường và chất béo của sản phẩm thì rất thấp. Cái này nó không quá ngọt và nó cũng không quá béo nữa, cho nên rất là phù hợp với các bạn nào mà không thích những cái sản phẩm nào mà quay có vị quá ngọt hoặc là quá gắt. Cái loại này thì hiện tại chỉ đang pha nước lạnh cho nên uống rất là ngon. Thì các bạn có thể pha sản phẩm quay với nước ở nhiệt độ thường hoặc nước lạnh, hoặc là có thể pha chung với sữa hoặc là pha chung với sinh tố trái cây thì sẽ rất là ngon. Nó giống như là một cái thức uống dinh dưỡng ngay sau khi tập, giúp mình giải khát rất là tốt nữa. Ok, nãy giờ thì các bạn đã biết được về chất lượng bên trong của sản phẩm Cruway như thế nào rồi. Và còn một cái yếu tố vô cùng quan trọng nữa mình tin là ai cũng quan tâm, đó chính là về giá thành của sản phẩm thì sao. Thì một sản phẩm Cruway này thì nó có trọng lượng là 2.27kg và nó có 55 liều dùng, thì tính ra một liều dùng chỉ có 26.000 thôi. Như tin đây là một cái giá rất là phải chăng cho một cái sản phẩm quay chất lượng giống như là Cruway. Và với những cái thông tin nãy giờ như chia sẻ cho các bạn thì như mong là nó sẽ phần nào giúp các bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một sản phẩm quay protein phù hợp. Và đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của iFitness để theo dõi thêm những cái video review sắp tới của Như nha. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.